kẹt các bạn đến tin nhanh 24/7. Tìm hiểu chiều dài cơ sở trên xe máy là gì, ảnh hưởng đến thiết kế chiếc xe như thế nào? Thông số một cái chiếc xe thường nhắc đến các số liệu như chiều dài, chiều rộng, chiều cao. Có một con số nữa mà chúng ta nghe hay thấy có câu là chiều dài cơ sở. Hoặc có thể nhiều anh em còn đang thắc mắc về cái thông số này. Hãy cùng chúng tôi phân tích qua clip bên dưới. V-Space, tạm dịch là chiều dài cơ sở của con xe, thường được các nhãn sức nêu ra trong tài liệu qua thông số kỹ thuật. Đó là khoảng cách giữa cái điểm tiếp xúc của bánh trước với cái mặt đường với cái điểm tiếp xúc của bánh sau với mặt đường. Để dễ hiểu hơn, có thể coi đó là khoảng cách từ cái trục bánh trước tới cái trục bánh sau. Đây không phải là khoảng cách từ bánh trước tới bánh sau mà nhiều anh em hay lầm tưởng. Với chiều dài cơ sở cũng sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều việc điều khiển và vận hành của một chiếc xe. Đối với việc thiết kế một chiếc xe có cái trục cơ sở dài sẽ rất lợi thế hơn và cái tính ổn định khi chạy trên đường thẳng. Cái đó những mẫu như Touring và Cruiser sẽ có chiều dài cơ sở dài hơn các dòng xe khác như là Sportbike hay Duckerbike. Cũng chính vì vậy mà chúng ta thường gặp các dòng như Raptor hay là Raptor được kéo dài cấp sau để tăng thêm cái chiều dài cơ sở, giúp chiếc xe chạy ổn định trên những cái cung đường thẳng ở tốc độ cao. Còn đối với chiều dài cơ sở ngắn, nó sẽ có tác dụng ngược lại, giúp chiếc xe vào cua nhanh hơn, linh hoạt hơn, thường thấy ở những thiết kế các dòng như Sport hoặc Ducker. Nhưng tất nhiên chiều dài cơ sở ngắn cũng sẽ đánh đổi với cái sự ổn định tốc độ cao, kèm với đó so với cái dòng xe mang thiết kế chiều dài cơ sở dài hơn. Tuy nhiên, khả năng ổn định con xe không thuộc hoàn toàn vào cái chiều dài cơ sở, mà nó còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố khác như là hành trình phục, fairing hay là kính chắn gió của vân. Vì vậy, nhìn qua chiều dài cơ sở chỉ giúp người xem đoán được thiết kế con xe so với những cái mẫu đối thủ khác mà thôi. Quan trọng nhất cũng chính là việc trải nghiệm thực tế của chiếc xe mà chúng ta có nhu cầu sử dụng. Hy vọng qua clip hôm nay sẽ giúp anh em hiểu về cái khái niệm này. Mọi thiếu sót mong anh em góp ý ở phần bình luận bên dưới nhé. Sonic 1/50/2019 dọn để thỏa mãn với phần ghi đông phá cách. Cái chiếc Sonic 1/50/2019 là cái dòng con tài Hybrid Underbone được rất ưa chuộng hiện nay với hàng loạt những mức độ cực kỳ chất của dòng xe thể thao này. Với nhiều cái dạng option khác nhau, đủ các thể loại và giá thành tùy theo kinh tế của từng người chơi. Chiếc xe là một phiên bản đúng đời của Resso, phiên bản được ngừng sản xuất hơn một năm nay. Cái điểm nhấn của cái tông màu này là phần lốp máy và cái nắp đầu bò lên cái màu vàng đồng. Trong tất cả cái phiên bản ta thấy là cái màu đen mờ. Ghi đông hai bên đồng bộ hơn với cái trang bị cái cụm công tắc Domino chính hãng của Ý. Bên ghi đông phải còn có thêm cái cụm tăng tốc thì đến từ Domino để cút ngắn hành trình cho chiếc xe được bay nhanh hơn. Cụm thắng tí xin được người chủ chỉ hay là cái phần thắng của CNC Carbon cho thêm chút điểm nhấn. Bên trái là cụm công tắc CNC CB giúp phần ghi đông thêm chút hầm hổ. Rất là ấn tượng, đi cùng với khả năng tăng con bằng tay thì vô cùng tiện lợi thông qua một cái cần kẹt màu đỏ. Ngoài ra người chủ cần trang bị cho mình ổ khóa thông minh giúp chiếc xe an toàn hơn trong cái tình trạng khẩn cấp hiện nay. Đồng hồ Casio SN là một cái điểm nhấn khác không kém phần quan trọng, khá nổi bật khi đông đảo và tạo ra cái sự phá cách cho con xe. Dàn chân trước sau đồng loạt được nâng cấp với heo dọc Rainbow lục lớn hai bên đối xứng. Cái tông màu heo là hơi ngã sang màu trắng, đây chính là những món đồ tháo xe mặt lớn có cấu tạo piston được làm bằng làm đặc, có trọng lượng sẽ có phần nặng hơn so với những dòng heo được bán cái dạng là linh kiện. Phía bánh trước còn có một cái bộ mắt độc dùng để thông báo tốc độ của con xe hiển thị trên cái phần đồng hồ, khiến con xe có vận hành ổn định hơn, an toàn hơn. Phuộc sau của con Sonic này đã được nâng cấp thành phuộc Hollin bình dầu rời, đi cùng với hai cái nấm chỉnh ở trên chân phuộc cho bình dầu, giúp người chủ kiểm soát được khả năng đàn hồi của phuộc khi chúng ta tải nặng bắt điều mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Tiếp nhớ like, share, subscribe.